Theo tính toán của Hiệp hội Ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu hiện đang phải cõng trên mình đủ loại chi phí. Trung bình một doanh nghiệp với 3.000 container xuất khẩu một năm sẽ phải chi thêm 5,5 tỷ đồng phí cảng biển. Với một doanh nghiệp quy mô lớn hơn thì chi phí này có thể tăng lên 13 đến 14 tỷ đồng một năm. Chúng tôi thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Và nếu có thêm một cái chi phí nữa thì nó chi phí chồng chi phí lúc này. Do đó những cái đối tác cũng như là những cái khách hàng của chúng tôi thì hiện nay người ta cũng rất là cân nhắc khi mà ký hợp đồng mới. Chưa kể, tính đến nay, phí container không hề giảm mà tiếp tục tăng, hiện đã gấp 10 lần so với thời điểm trước dịch. Việc đặt tàu ngày càng trở nên khó khăn hơn, có khi 2 tháng mới có tàu nhận hàng. Dù kim ngạch xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp vẫn đang tăng trưởng tốt, nhưng chỉ trên con số, còn thực tế, lợi nhuận của doanh nghiệp gần như bằng không. Xem kỹ lại là chúng ta có bị chồng chéo trên phí chồng phí hay không? Cái tiếp tục nữa là cái vấn đề hiện nay là các doanh nghiệp đang rơi vào hai cái năm khủng hoảng. Và cái quan trọng nhất là cái về hiện nay container và tàu biển thì rất là một cái áp lực khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê. Thì đó là vấn đề chúng ta hãy xem lại. Việc thành phố Hồ Chí Minh triển khai thu phí cảng biển là hợp lý để tăng thêm nguồn đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, những bất cập trong việc thu phí như chênh lệch về mức thu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, việc đóng phí hai lần đối với các lô hàng xuất khẩu phải sử dụng nguyên liệu nhập khẩu sẽ làm hạn chế khả năng cạnh tranh của cảng biển thành phố đối với các khu vực lân cận. Xa hơn nữa là cản bước tiến xuất khẩu của doanh nghiệp. Chúng tôi vẫn tiếp tục kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại về vấn đề cái thỉnh cầu từ phía các hiệp hội liên quan đến vấn đề hoãn thu phí cảng biển trong năm nay, ít nhất là trong năm nay, để các doanh nghiệp có thể là đủ khả năng phục hồi sau khi mà đã kiểm soát được vấn đề dịch bệnh, thì đang trong cái tiến trình phục hồi thì cũng cần cái thời gian. Những lợi thế mà chúng ta đang có thì chúng ta phải phát huy nó, đừng để nó mất dần đi. Những cái đấy, mặc dù là đúng là chúng hiện nay cầu cảng các thứ và bến bãi rồi chúng ta về vấn đề về các dịch vụ thì nó cũng chưa đồng bộ và cũng còn những cái khó khăn. Chúng ta cần cũng phải có những cái nguồn thu nhất định để chúng ta bù đắp vào những cái việc đấy. Nhưng mà phải xét về lâu dài thì hiện nay chúng ta cạnh tranh cũng còn giới hạn. Việc thu phí cảng biển của thành phố Hồ Chí Minh đã được dời từ tháng 7 năm 2021 đến nay đã cho thấy sự chia sẻ phần nào của thành phố với các doanh nghiệp. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đang chật vật thận trọng do từng bước để tìm đường phục hồi. Doanh nghiệp tiếp tục kỳ vọng vào sự chia sẻ đồng hành của chính phủ, của địa phương để nhanh chóng phục hồi phát triển.